Euro đời 1998. Bảng số đẹp nha, số tiến, số lẻ 135, máy móc zin chưa bung, lên thùng ba ga, kính CB, đèn chạy sáng, máy móc zin chưa bung nè. Đó anh em nghe ha, máy im thích, lốc máy thì khô ráo. Zin nói chung là zin nguyên con, xe về chỉ chạy thôi, hoạt động tốt bình thường. Do kẹt tiền nó gấp, xe này mà đời mới 2019 thì ra biển rồi phải 250 triệu. Anh em cần thì cứ liên hệ.